Xin chào tất cả các bạn đã gặp lại. Hôm nay mình xin hỏi các bạn là cover bài Cha Già Rồi đúng không trong phim Bố Già ha? Rồi bài này được viết ở dòng mi trưởng có bốn dấu thăng nè: pha thăng, đô thăng, son thăng và rê thăng. Tới bốn nốt này thì các bạn thăng lên, thăng là lên bên phải nốt nhạc, tăng cao độ của nốt nhạc lên nửa cung ha. Rồi mình đang qua câu intro các bạn nghe nè. Các bạn nhìn vô tập tay phải này: fa mi si si fa hai fa mi đô. Các bạn nhìn nó đô có dấu bình, dấu bình làm mất tác dụng của dấu thăng hoặc dấu giáng thì các bạn đã bình thường đó. Đô re mi fa mi si si mi mi fa son đô mi fa hàng hai fa mi si si đó. Các bạn thấy cái nốt nhỏ đó là gọi là nốt láy, láy nhanh qua. Hai fa mi đô fa mi si si mi fa fa đô mi fa mi la fa son đó, láy fa lên son đó. Những bạn chưa quen thì các bạn tập nhiều nó sẽ quen được nhé. Rồi bây giờ các bạn rải tay trái vào bấm mi trưởng ha, thứ 1 5 8 cho mình trước ha. Mi si mi la thứ, la mi đô, mi trưởng lại mi si mi, đô thăng thứ, đô son đô. Mình sẽ đàn theo dấu hóa trong bài nên mình sẽ không đọc là đô thăng hoặc son thăng, đô thăng là mình sẽ đọc đô son đô luôn. Đàn theo dấu hóa trong bài ha. Đô son đô, đô thăng thứ. Fa thăng bảy các bạn đàn fa đô fa hoặc đàn fa đô mi. Si trưởng các bạn giải si fa thăng si. Rồi hàng dưới là bấm tương tự, mình sẽ ghép luôn nè, các bạn nhìn nè. Hai fa mi đô re mi fa mi si si mi mi fa son đô mi fa fa mi si si son fa đó. Như vậy là các bạn đã xong được hai câu đầu là hai câu intro ha. Rồi thì trước khi tập bài gì các bạn cũng phải tập cho mình được câu intro đã, để tạo cho mình cái hứng thú để các bạn là tập được phần sau. Các bạn không nên tập tràn lan cả bài đàn không được, các bạn mau nản lắm ha. Về còn các phương pháp mà rải tay trái để các bạn đàn một bài cover đó, thì các bạn có thể đăng ký một cuốn giáo trình này nè: 30 ngày piano tự học piano cover solo và đềm hát. Cuốn này thì dành cho những bạn đã có căn bản đó nha, từ 6 tháng tới 1 năm các bạn mới tập được cuốn này nha. Rồi có cái phần nhạc lý cơ bản nè, hợp âm bằng hình ảnh nè, cấu tạo các hợp âm nè, rồi các thế bấm đảo nè, rồi các mẫu rải tay trái ha. Từ cơ bản tới nâng cao để các bạn ứng dụng cover một bài bất kỳ đó, có cả bài tập thực hành luôn theo các điều đàn nha các bạn ha. Rất nhiều mẫu rải để các bạn ứng dụng. Rồi trong này có cả bài tập thực hành, các mẫu đềm hát để các bạn có thể ứng dụng vào đềm hát trong bài luôn đó. Rồi bây giờ vô phần lời nè, mình sẽ đàn một câu lời để các bạn nghe thử. Phải nè, cha thường kể nhiều lắm. Fa mi fa mi fa mi si son si 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 la si son 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 si.
các bạn ha. Si re fa là giải nè. Đó, mi bảy son si mi. Si si do son fa. Son fa mi fa son fa do. Hai. Son fa son fa do. Son son la fa. Đó tới cái chỗ ấm áp khỏi bài ha. Rồi, hợp âm mi chuyển các bạn giải. 158 ha. Son thăng thứ son re son re si. Đó, những mẫu giải này đều có trong cuốn giáo trình của mình soạn ha, nên các bạn tập được các bạn sẽ làm được. La thứ la mi do, la thứ mi trưởng. Ngay ô nhịp này có ba hợp âm thì phần mi nè. Si mi. Rồi bắt đầu giải nè. Fa mi fa mi fa. Si trưởng các bạn giải. Si fa si mi re. Rồi giải lại cái ô đó nè. Đó vậy ha. Rồi tiếp tục qua câu 2. Khói bay tóc da trắng. Con dần khôn lớn nè. Fa mi fa mi fa mi si con si. Si si la si la si. La son fa son giống hàng trên. Si re fa son si re ha, son si mi rồi lại. Si si do son fa son fa mi fa son fa do. Đó, rồi tập cái đó ha. Rồi các bạn ghép vô luôn nè. Tay chân thì run ha. Rồi mình sẽ đàn tay phải này. Mi re mi mi do ha. Mi re mi mi do. Do do si si la si. Mi re mi si la. La 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 son son fa son. Rồi các bạn đàn câu đầu tiên hoàn thành khúc. Rồi các phần hợp âm thì mình đã hướng dẫn rồi, các bạn chỉ cần ghép vô thôi nha. Đối với một hợp âm trong một ô thì các bạn giải cái này nó dễ hơn ha. Đó, trong sách giáo trình đều có các mẫu giải này ha. Rồi mình ghép nè. Đô đô si si la si. Mi re mi si la. La la la. Câu tiếp theo, cả cuộc đời của cha. Mi re mi mi do do fa re do si sa si son re do do re mi do do si mi do do si si mi fa mi mi. Đó, rồi.
ghép vô luôn nè. Mi re mi cả cuộc đời của cha. Đô pha re re đô si do si do re đô đô re mi đô đô mi đô đô si mi đô đô si si mi pha. Đó, cái phần đạo phách này nó khá là khó ha. Đó, hỏi cuộc đời còn có bao nhiêu các bạn tập nhỉ? Mi đô đô si mi đô đô si si mi fa, rồi mình sẽ ghép lại này. Đô fa re re đô si sa si sa re đô đô re mi đô đô si mi đô đô si si mi fa mi fa mi. Các bạn đàn tới đó là hết rồi ha. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn câu giang tấu ở dưới nè. Để các bạn đàn xong rồi các bạn muốn lặp lại thì các bạn lặp lại lần hai là xong nha. Câu giang tấu. Đó, câu giang tấu là nó giống câu intro đó các bạn ha. Đó, không khác gì hết. Nên các bạn đàn lại câu intro để các bạn đàn lại từ đầu bài. Như vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn đàn cô vô xong bài chơi rồi đúng không? Các bạn cố gắng tập nhiều để có kết quả tốt. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ mình. Chúc các bạn thành công.